hai số điện thoại các bác đặt hàng là 0393 998 95 và 0966 121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. Ngoài cung cấp những dòng giống hoa lan rừng thì nhà em cung cấp cả những dòng vật tư phân thuốc và cả những chế phẩm, những cái sản phẩm dùng để phun tưới hoa lan. Các bác đặt hàng với em thì em sẽ ship hàng toàn quốc. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền cước cho bên vận chuyển. Tiền cước thì được tính theo bảng cước và giá rất là rẻ rồi ạ. Em đã làm cước để mọi người, để các bác nhận hàng làm sao có một cái mức cước mà nó hợp lý nhất. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu đến những cái dòng bộ sản phẩm phun tưới hoa lan. Cái bộ sản phẩm này nhà em hiện tại thì vẫn đang sale với bộ máy đơn, đáp ứng đủ nhu cầu tưới lan các bác, đó chính là bộ sản phẩm 430.000 cả một bộ sản phẩm. Đấy, nhà em thì vẫn đang đóng gói cho các bác, hàng về liên tục thì ạ, và xuất đi cũng khá là nhiều rồi. Hàng này các bác đặt hàng thì cái bộ hàng máy kép thì hiện tại nhà em hết hàng nhá. Các bác đặt hàng phải đặt hàng trước và dự kiến là cũng phải tầm một thời gian ngắn nữa thì mới có, bởi vì bây giờ đang không có hàng. Còn đâu thì cái bộ máy đơn này thì đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn để các bác phun tưới dành cho hoa lan rồi. Và hàng này các bác mà muốn nối thêm dây ấy thì các bác báo em trong quá trình đặt hàng, bởi vì cái số mét dây tiêu chuẩn của nó là 10 mét. Đấy, nhiều bác thì vườn nó dài hơn hoặc là nó rộng hơn hoặc cái khoảng cách nó xa hơn thì các bác có thể đặt thêm mét dây đó. Sau đấy thì em thì đi vào những mặt hàng hoa lan trong ngày hôm nay các bác nhé. Đấy, hôm nay em đánh thêm những cái mã xả hạt hoa hồng đỏ, nói chung là hàng đẹp lắm các bạn, toàn hàng đỏ, hoa xuân hoa tết thôi. Trước khi đi qua những cái mặt hàng đấy thì em giới thiệu đến cái mặt hàng mới về. Hôm nay thì nhà em về cái mặt hàng đó chính là dòng ngọc trai đen. Trời ơi, hôm nay cái dòng ngọc trai đen các bạn, để cho mọi người xem luôn cái củ giả hành của nó này. Rất là to bự luôn. Đấy, ngọc trai đen hay là thiên nga đen. Đấy, cái củ giả hành của nó đây. Đấy, những cây này, cây cũng khá là lâu năm rồi. Và các bác hỏi cái dòng thiên nga đen này cũng rất là nhiều. Bởi vì sao? So với những cái dòng thiên nga ấy, thì dòng thiên nga đen, cái mặt hoa của nó thì màu đen tuyền. Và nó tượng trưng cho sự sang trọng, sự quý phái và sự huyền bí. Đó, đây là chính là cái nét đặc trưng của dòng thiên nga. Thiên nga nó có rất là nhiều màu. Tuy nhiên thì dòng thiên nga đen thì lại là cái màu đắt nhất trong tất cả những dòng. Như là dòng đai châu cũng thế. Có dòng đai châu hồng cánh sen thì nó lại là đắt hơn. Và đây ạ, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng cái mặt hoa của thiên nga nhé. Và riêng dòng thiên nga này nó có một đặc trưng, đó chính là nó sống chủ yếu bằng củ giả hành. Và khi ra hoa thì đa phần những cái lá của nó bị rụng hết. Đấy, lý do tại sao các bác chỉ nhìn thấy mỗi củ và những cái ngồng hoa nữa thôi ạ. Một màu đen huyền bí nhá. Loại này thì giá là trị rất là cao. Hôm nay thì em chỉ có ít để sưu tầm đây, bởi vì hàng này nhà vườn mỗi lần xuất ra cũng không có nhiều. Đó, hàng cây trưởng thành rồi các bác. Đấy, nó sẽ có một củ này, củ năm vừa rồi này. Và đây là củ năm nay này. Đấy, thiên nga đen một chậu thân bự này, rất là mập bự luôn. Để các bác so sánh với cái bàn tay của em, các bác sẽ biết. Em bán với giá là 300.000 đồng một chậu nhá, thiên nga đen. Rất là đẹp. Hôm nay số lượng về hơi không có nhiều. Tiếp theo sang bên đây, em giới thiệu đến các bác những cái chậu trầm trắng. Hàng này thì thông thường Tết khi mà nó phát triển về chiều dài thì sẽ tính theo thân để tính tiền đúng không ạ? Và đây là mặt hoa của trầm trắng ạ, mời mọi người cùng xem nhé. Cái mặt hoa của nó màu trắng tinh này. Đó, đây. Và mặt hoa của trầm trắng đây các bác ơi. Đó. 100% là hàng thân tơ. Khi ra hoa của nó thì nó rất là sai hoa như thế. Bởi vì hàng ươm ki nên là hàng chuẩn mặt hoa cho các bác nhé. Trầm trắng này thì mỗi chậu sẽ có thông thường từ 2 đến tầm 3 thân. Ví dụ chậu này là 3 thân thì sẽ có một thân dài trội và 2 thân ngắn hơn. Hoặc chậu nào nhiều thân, nhiều ki hơn thì nó sẽ ngắn hơn những cái chậu ấy một chút. Đó, các bác nhìn ạ. Đây là trầm trắng này, chậu này 4-5 thân thì nó lại có những cả những thân ngắn hơn. Còn chậu nào mà ít thân hơn thì nó sẽ dài trội hơn. Thì em sẽ bán đồng giá hết nhé, đồng giá hết. Với giá là 200.000 đồng một chậu. Đấy, bán theo chậu chứ không phải là bán theo thân nữa. Đấy, các bác nhìn này, hàng đều là hàng ươm từ ki ra. Hàng ươm từ ki ra, nên là mặt hoa hàng chuẩn là một. Thứ hai là, đây riêng cái thân dài này của nó khi đến Tết là đã rơi vào 250 một thân rồi. Và bây giờ các bác mua cả chậu này, cả một chậu như vậy với giá 200.000 một chậu thì nó quá là rẻ đúng không ạ? Đấy, 200.000 một chậu trầm trắng quá nhá. Đấy, em ước chừng cho bác một chậu như vậy 200.000. Đây là hàng trầm trắng. Đây, bác nào muốn lấy chậu nhiều thân thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Lấy chậu nhiều thân thì thân ngắn, còn lấy ít thân thì thân dài. Cứ cân đối như thế nhá. Và cho mọi người ngắm lại cái mặt hoa của dòng trầm trắng này. Đấy, thơm lắm các bạn, riêng dòng trầm trắng. Nó giống như trầm đột biến đấy ạ, hoa thơm.
Tiếp theo thì hôm nay nhà em về một lô, đó chính là đen ruby hồng ngọc. Cái mặt hàng này đây ạ. Tết năm ngoái em nhớ ở đâu đó em bán những cái chậu hàng khủng đấy ạ. Thân nó dài tầm mét hơn mét cơ. Nhìn mê tít luôn. Đó, và hàng hôm nay em lấy cho các bác là những cái hàng để cho bác về làm giống này. Đấy, cánh của hồng ngọc thì sẽ là cánh bầu và mắt xước nhá các bác nhá. Đen ruby hồng ngọc đây, mặt hoa rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng ươm ki, hàng chuẩn mặt hoa. Và một chậu ngày hôm nay em lấy những cái chậu này này, nó sẽ có khoảng tầm khoảng 3 thân một. Đây, nó sẽ trung bình một chậu sẽ có 3 thân. Chậu nào cũng có thể là hơn 4, có thể 4 thân thì có cả thân ngắn hơn một chút. Đấy. Nhưng mà cứ đồng đều là 3 thân nhá nhá, đen ruby hồng ngọc. Hôm nay mỗi chậu này em cũng bán với giá là 200.000 đồng một chậu, 200.000 một chậu. Hồng ngọc giá thành Tết một thân của nó dài tầm khoảng 6 70 cm đã là 350 rồi. Đây. Giờ thân của nó rơi tầm khoảng 20 hoặc 25 30 cm thôi. Thì loại này là 200.000 các bác mua được 3 thân. Đấy, một chậu như vậy, hàng cũng là hàng ươm ki và mặt hoa rất là xuất sắc, mặt hoa như hàng như là cái hình mà em vừa gửi cho các bác ạ. Đây dòng đen ruby hồng ngọc nhá, 200.000 một chậu nhá. Tiếp theo thì em sẽ đến những cái mã giả hạc hoa hồng đỏ. Đa phần những cái mặt hàng hôm nay thì những mặt hàng nở hoa xuân hoa Tết rất là nhiều. Các bác có thể là tranh thủ mua thời điểm bây giờ, các bác chăm là Tết sẽ có một cái giỏ lan nó quá là đẹp. Và các bác chăm bây giờ ấy, nó ổn định khí hậu và sau này nó ra hoa nó sẽ ổn định mặt hoa hơn. Đấy ạ. Đây là cái mặt hoa của dòng giả hạc hoa hồng đỏ. Đây các bác nhìn này, những cái bảng này đều là những cái bảng dớn, người ta ghép vào dớn và đây cũng là cái bảng dớn mà người ta ghép này. 100% là hàng thân tơ. Đấy, khi ra hoa nó đẹp như thế này đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Đó, mặt hoa cận cảnh của nó ạ. Đây là giả hạc hoa hồng đỏ các bác nhá. Rất là nhiều dòng giả hạc, có cả năm cánh trắng họng hồng nữa. Tí em sẽ giới thiệu sau. Còn đây là giả hạc hoa hồng đỏ. Những cái bảng ngày hôm nay thì giá dao động chỉ có tầm khoảng từ 450 đổ lại thôi. Thực sự các bác, cái giá thành này mà đến thời điểm Tết ấy, lúc mà nó dài thêm một chút xíu nữa mà các bác mà để mua thì lúc đấy sẽ tính theo thân tính tiền. Lúc đấy giá thành nó cực kỳ là cao. Ngày hôm nay thì bởi vì em nhập cái lô này số lượng nhiều ấy, các bác tranh tay các bác sưu tầm được cái giỏ lan rẻ mà đẹp nhá. Dòng giả hạc hoa hồng đỏ này, em sẽ đánh mã theo từng hình và các bác nhìn theo hình và các bác đặt hàng cho em này. Em gọi đây là mã D1 này. Em sẽ quay nhanh thôi ạ. Rất là nhiều thân. Em đếm tạm thử một chậu thôi, còn đâu những chậu kia thì do thời lượng nó có nhiều ấy, em không có thời gian em đếm hết đâu. Đấy ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ui, nói chung cả những thân dài thân ngắn nữa chắc cũng phải 16 17 thân gì đấy. Đây em bán 450 này. Hình 1 D1 450. Em chuyển sang hình số 2 cũng 450.000. Hàng ghép vào dớn rồi các bác, về chỉ việc là cho thêm phân thôi. Tại vì phân của nó em nghĩ là nó cũng, người ta cũng đều bỏ lâu rồi ấy, thành ra là nó chất dinh dưỡng nó cũng không còn nhiều. Các bác cho nên thêm phân mới, cây phát triển sẽ còn tốt hơn nữa. D2 cũng 450. Em chuyển sang hình D3, thân cũng rất là dài đẹp nhé, cũng 450.000. D4 cũng là một hình 450.000. D4 chuyển sang D5 cũng 450.000, thân dài. D6 cũng 450.000. D7 cũng 450.000. Thực sự cái lô hôm nay, cái này mà phải Tết thì nó phải đến tầm 600-700.000 luôn. Tại vì nó vẫn còn đang phát triển chiều dài các bạn. Mà chia trung bình đầu quân ra thì nó rất là rẻ. Một thân của nó, một ngọn như thế rất là rẻ rồi. D8 370.000. Lô này em nhập nhiều, em muốn bán để bán nhanh đấy, để em nhập thêm những mặt hàng khác ấy. D8 370 này. D9 400.000. D10 430.000. D10 430.000. Nhiều thân lắm. D11 350.000. Cái này thì một số thân đầu ngọn có bị dính hai cái đầu ngọn bị cháy lá này, 350 này. D12 390.000. D13 cũng 450.000, thân dài nhá nhá. D14 ạ. D14 480.000. Giò này còn rất là nhiều thân luôn, 408. Và D15 450.000. Đấy, em giao lưu tạm thời trước 15 giò, thực ra là cũng là những cái giò mà em lựa chọn trong cái lô, nó cũng đều là những cái hàng tuyển chọn rất là đẹp rồi. Các bác lựa lô đầu tiên. Còn đâu là nhà em thì hàng thì còn rất là nhiều nữa. Đây.
cả long tu sân này, cả hạt hoa hồng đỏ này. Tha hồ các bác đặt hàng luôn ạ. Và tiếp theo thì em sẽ chuyển sang những mặt hàng kg khác nữa nhé. Em đi qua một số mặt hàng thuần nhà em cung cấp trước qua nhé. Đầu tiên là những cái bảng long tu sân. Ôi, nói chung là cái lô long tu sân này về rất là đẹp các bác ạ. Hàng này người ta trồng thuần tại vườn rồi. Đấy, một cái bảng này nó rất là nhiều thân tơ. Và những cái bảng này về các bác chỉ việc treo lên và các bác chăm sẽ có một cái giò hoa long tu sân thời điểm Tết rất là đẹp. Mỗi bảng này hiện tại nhà em đang bán ra với giá là 250.000 đồng một bảng nhé. Long tu sân vốn dĩ là cũng thuộc cái dòng rất là dễ trồng, các bác về các bác chỉ phải treo lên thôi. Và đây là mặt hoa của long tu sân đấy ạ. Vòi hoa rất là dài và rất là sai hoa. Đó, đó, các bác nhìn này, hoa rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, những hình của long tu sân đấy ạ, 250 một giò thôi. Tiếp theo sang bên đây, em giới thiệu đến những cái chậu chuỗi ngọc. Đây là những cái chậu lan chuỗi ngọc hàng mới về của nhà em ngày hôm qua. Và cái mặt hoa của chuỗi ngọc đây ạ, nó sẽ có hai mặt hoa chủ đạo, nó có thể là màu hồng tím phớt này này, họng vàng này, hoặc là cái màu mà họng nhung đen, bởi vì đây là hàng rừng ấy, cũng chưa biết mặt hoa. Và một chậu của nó thì cũng không phải là nhỏ đâu nhá. Để thuần một cái chậu này này, nó ra dễ ổn định như vậy, người ta mất ít nhất cũng phải là 2 năm liền đấy ạ. Và ít nhất trong 2 năm đó mà nó phát triển tươi tốt như vậy thì nó quá là thích hợp với cái khí hậu của mình rồi. Và nói thật với các bác là cái dòng chuỗi ngọc này nó cũng hơi khó tính một chút đấy, không phải là ai trồng thuần cũng có thể là lên đâu. Nên là hôm nay thì em đã lựa theo những cái yêu cầu của các bác là lấy những cái chậu hàng thuần về để các bác chỉ việc là chơi luôn thôi, trồng ở nhà chăm từ giờ đến Tết là có một giỏ chuỗi ngọc có là đẹp luôn. Và mỗi chậu chuỗi ngọc em bán với giá là 220.000 đồng một chậu nhá. Chuỗi ngọc đó, hôm qua về đẹp lắm. Nhiều bác cũng khá là thích thú với cái dòng lan chuỗi ngọc này, 220 một chậu. Tiếp theo là đai châu hồng cánh sen. Hàng này thì phải đến Tết cơ thì các bác phải hỏi hàng rất là nhiều. Và bây giờ thì em lấy thời điểm này về, các bác vừa lấy nó sẽ rẻ hơn so với việc các bác lấy thời điểm Tết, bởi lúc đấy nó đang có nụ hoa thì bao giờ giá thành nó sẽ cao hơn. Đó, một cái dòng đai châu VIP của mặt hoa VIP của đai châu Thái ạ, cái hồng mỹ nhân này. Hồng cánh sen, màu hồng ạ. Màu hồng cánh sen là cái màu hot đấy. Và hàng này thì nhà em có cái hàng chậu gỗ ạ. Chậu gỗ này, cây em sẽ lựa cho bác những cái cây to chứ này. Những chậu gỗ cây to này thì em bán với giá là 400.000. 2, 4, 6, cũng phải 6 cặp lá rồi. Đó, đây là 400.000 nhá. 400.000 những cái chậu to. Còn những cái chậu nhỏ hơn một chút thì em sẽ bán với giá là 350. Điều đặc biệt hơn là các bác cứ lấy từ 2 chậu bất kỳ trở lên này, em sẽ giảm giá cho bác 20.000 đồng một chậu. Đấy, hàng này bảo hành chuẩn mặt hoa cho các bác luôn đấy ạ. Ngoài ra em còn hai chậu hồng cánh sen, nhưng mà hàng này là hàng chậu nhựa và nó cũng có hơi lỗi một chút. Ví dụ như chậu này cây đôi này, nhưng mà nó lại bị lỗi, thứ nhất là mất cặp lá gốc này, thứ hai là cái này nó hơi bị chấm lá này. Cây đôi này em bán là 200.000. Thực ra là cái cây đôi bình thường nó phải rơi tầm 350 đấy. Còn đây là cây đơn, một cây đơn cũng còn duy nhất một cây cũng bán 200.000. Đấy, còn hai cây duy nhất bán 200.000 một cây nhá. Tiếp theo là những cái chậu phụ nữ mèo cam. Đây là những chậu phụ nữ mèo cam đẻ rất là khỏe và thứ hai vòi hoa lại rất là dài, hoa màu cam lửa rất là rực rỡ. Em bán 130.000 đồng một chậu, lấy một cặp là 250 nhá, 250 một cặp. Các bác về ghép hai chậu vào một chậu to ấy, ra hoa thì nó sẽ sai hoa rất là đẹp. Tiếp theo em chuyển sang dòng phi điệp ạ. Phi điệp hiện tại nhà em có một số loại phi điệp rất là hot và rất là mới lạ đó. Chắc chắn là các bác sẽ chưa biết đến những dòng phi điệp này đâu ạ. Phi điệp đầu tiên đó chính là dòng DL202 đấy ạ. Một chậu phi điệp thông thường nó sẽ có hai thân, hoặc là những chậu nào mà hai thân ngắn hơn một chút thì nó sẽ có một thân thứ ba như thế. Đó, nhưng mà nói chung là hàng đẹp mướt luôn các bác ơi. Đó, phi điệp. Và mặt hoa của loại này rất là đẹp luôn. 202, phi điệp DL202 em bán với giá là 250.000 đồng một chậu thôi nhá. 250 một chậu. Và đây là mặt hoa của nó ạ. Đó, cánh bầu và rất là đẹp. Tiếp theo dòng phi điệp nữa đó chính là dòng phi điệp tem đỏ. Hàng này thì đây, cái mặt hoa màu đỏ rực rỡ luôn. Đó, cái màu phi điệp tem đỏ nhé. Hàng 100% là hàng thân tơ các bạn. Đó, đây, cho mọi người xem hình ảnh thực tế này. Thân tơ và nó có vân này. Chậu này hai thân dài và hai thân ngắn hơn này. Nói chung là cân đối trong một chậu sẽ trung bình tầm khoảng 3 thân, 2-3 thân. Đấy, đấy cũng có chậu 3 thân, đa phần là 3 thân nhá các bạn. Một chậu nhiều thân như vậy này, em bán với giá là 300.000 đồng một chậu nhá. Đây là phi điệp tem đỏ, hàng này chạy số lượng cũng nhiều còn ít thôi ạ. Sang bên đây, một dòng phi điệp trắng mà nhà em mới về. Đó chính là phi điệp màu trắng tinh, hoa thơm nữa. Dòng này một chậu trung bình sẽ có 2 thân.
Dòng phi điệp trắng em bán là 250.000 đồng một chậu nhá. 250.000 đồng một chậu phi điệp trắng. Và cuối cùng là 5 cánh trắng họng hồng. Lô đợt này thì là hàng tuyển chọn của nhà em nên các bác nhìn này, cái thân của nó là một thân rất là dài chứ không phải là thân ngắn đâu ạ. Chiều dài thân này 1 gang, thấp nhất cũng phải rơi tầm 2 gang, thậm chí có thân nó dài hơn. 1 gang. Đấy các bác nhìn này, đó có những thân nó dài hơn các bác nhá, 5 cánh trắng họng hồng. Và riêng dòng 5 cánh trắng họng hồng nó sẽ là dòng ươm ki nên là hàng chuẩn mặt hoa cho các bác. Hàng này đến Tết giá trị một thân của nó sẽ rơi tầm khoảng 350.000 đồng một thân khi nó thắt ngọn. Các bác mua hai cái thân dài này bây giờ cũng với giá là 350.000. Các bác sẽ được hai thân. Đó, các bác sẽ được hai thân ạ. Thì nó quá là rẻ đúng không ạ? Đây ạ, cái mặt về các bác có thể ghép lên trên bảng giớn này. Tết người ta sẽ ghép lên bảng giớn mà người ta sẽ bán theo cái này, người ta đếm thân tính tiền này. 1 2 3 4 5 thân này. Đó. Cứ tính 350 một thân thì nó rất là cao đúng không ạ? Hôm nay thì các bác mua một chậu hai thân cũng chỉ có là 350.000 thôi. Và mặt hoa của loại này thì cánh màu trắng và họng màu hồng trái tim, rất là đẹp. Hàng phổ thông, hàng thông dụng ạ. Một cái dòng 5 cánh trắng vừa túi tiền tất cả mọi người. Dạ đây ạ, đây là mặt hoa của nó các bác nhá. Đấy, những cái dòng thân thòng người ta ghép trên bảng giớn này. Đến thời điểm nó thắt ngọn, nó xuống hết lá, nó bắt đầu các bác được thưởng thức những cái trái hoa rất là đẹp đúng không ạ? Thơm lắm các bạn. Chỉ có 350 một chậu hai thân thôi. Tết mua một thân thì bằng bây giờ mua hai thân, chẳng có lý do gì mình không mua thời điểm bây giờ đúng không ạ? Và trong 4 loại phi điệp vừa rồi em giới thiệu ạ, nếu các bác lấy số lượng từ 3 chậu bất kỳ trở lên nhá, cùng một loại hoặc là khác loại là em sẽ giảm cho bác 20.000 đồng một chậu. Đấy, 4 loại vừa rồi. Em có 3 chậu chấp Mỹ này. Chấp Mỹ hàng cũng hàng ươm ki nhá, chiều dài tầm khoảng một găng tay của em đây. Loại này hôm nay em bán 200.000 một chậu. Đấy. Hôm trước cái kỳ nhỏ xíu này đã là 80.000 rồi. Hôm nay thì cái này dài hơn thì là 200.000. Hôm nay thì em có một số kỳ phi điệp ma bó để giao lưu với các bác. Đó, có một chút thôi. Hàng sưu tầm các bác nhá. Hàng phi điệp ma bó, hàng rừng ạ. Đây ạ, đây là cái lô đầu tiên là lô kỳ. Kỳ này. Đó, kỳ này thì em bán với giá là 150 một kỳ. Đây em sẽ ước chừng cái ngón tay của mình vào để cho các bác hình dung được cái chậu của nó. 150.000 đồng một ki nhá. Còn sang bên đây, ki này dài hơn, nó sẽ cao hơn. Loại này thì em bán là 200.000 đồng một ki, ma bó. Đấy. Ma bó. Loại 150 và loại 200, hàng đều là hàng ươm ki. Hôm nay em có 4 chậu kiếm xanh Thái ạ, kiếm An Ba rừng Thái để giao lưu các bác nhé. Hàng này hàng sưu tầm, hàng có mặt hoa. Bởi vì vừa rồi các bác hỏi kiếm nhiều quá ấy, nên là em cũng sẽ lựa ra một số những cái chậu kiếm mà có mặt hoa để giao lưu với các bác. Và trước khi đi qua những cái chậu kiếm này thì em mời mọi người cùng xem qua cái mặt hoa của nó nhé. Đây ạ. Chụp cận cảnh luôn, hàng chuẩn hoa luôn nhé các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đó, cho mọi người cùng ngắm nhé. Và những chậu lớn này là em đã tách ra thành những cái chậu nhỏ hơn và đã trồng thuần một cách ổn định rồi. Vòi hoa rất là dài luôn các bác ơi. Kiếm đấy ạ. Thực ra kiếm bây giờ vẫn là cái mặt hàng mà đang rất là sốt. Em chia thành từng hình như sau. Hình đầu tiên ạ, em gọi đây là hình số 1, gồm 2 mầm, 2 tép. Đó. Cái lá này hơi bị sứt một tí này, nhưng không ảnh hưởng gì nhau nhé. Rất là đẹp. Chậu này em bán là 1.500.000. 1.500.000 cái hình này. Kiếm vàng đấy ạ. Không biết là nó đang có mọc tép mầm không. 1.500.000. Tiếp theo là chậu số 2. Chậu này thì bản lá cũng khá là to. Đây hình như đang lên mầm ở phía dưới này các bạn này. Đấy, đang lên mầm con này. Ăn rất là khỏe luôn rồi. Chậu này bản lá cũng rất là to nhá, chỉ có điều là cái lá này nó hơi bị ấy một chút này, nhưng mà nó đã lành vết thương rồi ạ. Nên là chậu này đáng nhẽ là cái chậu này nó sẽ là 1.500.000 ạ, nhưng mà tuy nhiên thì cái lá của nó bị hơi bị lỗi một chút ở đây, thì em bán cái chậu này là 1.400.000. Đấy, 1.400.000 chậu số 2. Tiếp theo là chậu số 3. Đó, ôi chậu này có lá này, bản lá to chưa. Đây là chậu số 3. Đây cũng đang lên mầm đây. Đấy. Chậu số 3 này em bán với giá là 1.400.000.
Đây là chậu số 3. Hàng có mặt hoa cho các bác rồi nhá. Vừa rồi các bác vừa xem đấy ạ. Mặt hoa đẹp. Thường thì những cái mặt hoa đẹp thì sẽ được nhân giống nhiều hơn. Tiếp theo là chậu cuối cùng là chậu số 4. Chậu này thì chậu nó tép nó nhỏ hơn một chút. Đây, nhưng mà đẻ riêng dòng kiến nó đẻ rất là khỏe luôn các bác ạ. Đó. Chậu số 4 này bán là 1 triệu 300 nghìn. Cái mầm bên đây nó hơi nhỏ hơn một chút. Đấy, có một chậu triệu rưỡi, hai chậu triệu tư và một chậu triệu ba các bác nhé. Em có một số hình thập hoa. Hình đầu tiên này, một dề rất là nù mập luôn, 60.000 hình thập hoa số 1. Em hình chuyển sang hình số 2, thập hoa cũng 60.000. Hình số 2. Tiếp theo là dề số 3. Ui hình này thần nù mập này. Hình này 70.000, hình số 3. Và cuối cùng là hình số 4 ạ, gồm hai dề mập 80.000. Đây là hình số kiều tím số 3. Gồm có một dề này, nhiều thân tơ ạ. Đây là dề số 2 này. Đó, tiếp theo là dề số 3 này. Đây là dề số 4 này. 4 dề này em bán là 230.000 hình K3. Đây là kiều tím K3. Là một hình hai dề to đùng. 350. Đấy ạ. Đây, một dề nhiều thân tơ này. Dề số 1 này. Đây là dề số 2 này. Đây, cả cái dây này, mắt lụ chưa gian hoa. 350 cái hình này là K6. Còn một số bảng giá hàng Pháp này. Giá hàng Pháp hình này là hình số 5 này, 400 nghìn. Hình này gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 11 thân. 11 thân nhưng mà có một ngọn nó hơi bị hư. Nhưng mà thân này toàn hô thân mập. Thân mập đẹp. Mấy cái này bị sâu nó cắn lá ăn lá này. Nhưng mà nó không bị hỏng đầu ngọn. 400 nghìn bảng này, bán thanh lý này. Hình này là hình số 2, 400 8, à 470.000. Hình này thì nó dài đẹp rồi. Đây còn thêm hai hình nữa. Hình này là hình số 4 này, 450. Và hình này là hình số 3, 450.000. Nói chung giá hàng Pháp chỉ còn vài bảng thôi. Đều là những cái bảng đẹp, không phải bảng xấu ạ. Đây hoa hồng đỏ hôm qua về rất là nhiều. Mọi người có thể đến cửa hàng để tham quan mua sắm các bác nhé. Ngoài ra thì em có những chậu trầm tổng đỏ ạ. Trầm tổng đỏ này đoạn cuối em sẽ quay nhá, tại vì cái này em chưa hình, em sẽ đi qua những mặt hàng kilogram trước ạ. Đầu tiên phải kể đến cái lô đai trâu rừng nhà em mới về này. Nói chung là hàng về bao la. Đầu năm đến bây giờ mới có một lô đai trâu rừng hàng cây giống, tức là cây nhỏ ạ. Loại này thì nó phải dao động từ 15 đến 25 cây một cân. Hàng này không phải lúc nào cũng có đâu, tại vì đa phần nó hay về cái hàng cây to ấy. Đấy, cái hàng trâu rừng thì các bác lưu ý cho em một chút, đó chính là hàng khai thác trực tiếp từ rừng nên là cái lá của nó sẽ không được mướt đẹp như là những cái dòng đai trâu mà người ta trồng thuần như đai trâu bắc trụ đó. Còn cái hàng này nói về sức sống, độ khỏe thì nó rất là khỏe rồi. Các bác ghim về ghim lên trụ này hoặc là trồng lên chậu này phát triển rất là nhanh. Đai trâu hay nghinh xuân ngọc điểm nở hoa vào thời điểm dịp Tết các bác nhá. Đó, hàng này em bán là 580.000 đồng một cân. Hàng hôm nay về cây tươi. Nhặt đi sẽ loại cho các bác những cây gãy ngọn rồi nhé. Hàng này thì các bác yên tâm là gãy ngọn nhà em sẽ loại ra, không gửi cho các khách hàng. Nếu lấy từ 3 cân tính là 570.000 một cân nhé. Sang bên đây là lô long tu xuân này. Long tu xuân bây giờ đang lên mầm rất đẹp. Em có cả hàng thuần và hàng hàng rừng. Hàng rừng nếu bác về phải mất thời gian ghép, ít nhất phải một thời gian nó mới đẹp như hàng thuần được. Có đâu hàng rừng này thì em bán là 240 một cân. Đó, các bác phải ghép một thời gian thì nó mới đẹp này. Ít nhất phải đến 6 tháng rồi đến 1 năm ấy ạ. Đó, hàng nó đẹp mướt mượt mượt luôn. Riêng dòng này thì đẹp khỏe. Các bác về chỉ việc là tưới thêm nhiều chất dinh dưỡng là nó phát triển cũng rất là mạnh thôi ạ. Tiếp theo là dáng hương sóc lào ạ. Sóc lào em bán là 130.000 đồng một cân nhé. Hoàng thảo đùi gà tròn. Đây, nói chung là lô hôm qua về nó đẹp mướt luôn. Thứ nhất là nó tươi, nói về độ tươi và thứ hai là độ mập của thân nữa. Độ mập thân. Đó, gà tròn hôm nay đẹp 220.000 đồng một cân nhá. Hoàng thảo đùi gà tròn, số lượng còn ít thôi. Các bác cũng đặt hàng khá là nhiều rồi ạ. Hoàng thảo vảy rồng ạ, 130.000 đồng một cân hoàng thảo vảy rồng. Đây em có lô đai trâu đừng bóc trụ đây. Hàng này thì lá nó mướt đẹp hơn. Thì loại này 580 cũng là 580, lấy từ 3 cân cũng tính 550. Giá bình thường là hơn 600 ấy. Em đang bán giảm giá bởi vì còn ít thôi. Em có một lô quế tráng tháng 8 nhưng hàng này tháng thanh lý thôi nhá. Đó, tức là lựa cho các bác những cây đẹp rồi, giá bình thường là 630.000 ạ. Còn lô thanh lý hôm nay thì nó sẽ không đẹp bằng.
em bán là 450 một cân, bán thanh lý luôn. Để em nhập lô hàng mới 450 một cân này. Hoàng thảo vôi 250.000 đồng một cân, hàng đẹp 250 một cân. Cái hàng này cũng cắt tỉa khá là gọn gàng sạch sẽ rồi, em sẽ nhặt cho các bác. Em có một ít cái hoàng phi hạc hàng thanh lý này. Đấy, để cho bác về làm giống nhá, 100.000 đồng một cân. Nhờ những cái mầm gốc nó đang bật lên rất là nhiều. Họa hoàng cam ạ, 25.000 đồng một lạng, 250 một cân. Và tiếp theo đây, em xin giới thiệu đến cái dòng quế tháng 8 lá lướt. Hàng lá lướt này thì em bán là 230.000 đồng một cân. Ra giá này thì em bán theo cho các dân thôi. Chứ còn giá này thực ra là ngoài thị trường người ta còn bán cao hơn như thế, phải đến 300 rồi. Có nơi người ta vẫn bán 350-400, tại vì nó cũng thuộc cái dòng vừa lướt vừa xếp chung. Hoa của nó thì cũng là hoa màu trắng, hoa thơm đẹp, hàng tươi mới đẹp, 230.000 một cân. Em có lô quế giống này, hàng thanh lý này, nhưng mà hàng này thì hàng nó hơi xấu mã một chút, 350.000 đồng một cân quế giống thanh lý nhá. Quế giống bình thường 450 ạ, hôm nay em bán xả luôn là 350. Còn một cái rổ này, lan hải yến ạ, 140.000 đồng một cân lan hải yến, hoa màu tím ạ. Tiếp theo đây đó chính là hoàng thảo Thái Bình, 130.000 đồng một cân. Hoàng thảo Thái Bình có cả thân dài này, có cả thân lùn này, 130 một cân. Em có một ít hoàng nhạn tháng 4 này, loại này cây nhỏ này, 48.000 đồng một lạng, hoàng nhạn tháng 4, hoa thơm. Kiều vàng, lô kiều vàng hôm nay bao đẹp, hàng thân dài đẹp và rất là nhiều thân tơ, 180.000 đồng một cân. Phi điệp vàng, à quên, kiều vàng. Tiếp theo là lô trồn trắng ạ, trồn trắng em bán là 200.000 đồng một cân trồn trắng. Còn đây là trồn tím ạ, trồn tím em bán là 250.000 đồng một cân. Trồn tím thì giá thành nó đắt hơn, cây nó vừa phải đấy, không có cây to lắm nhưng được cái là tươi, 250 một cân. Hôm nay chỉ có tầm khoảng 2 cân kim điệp thơm nhưng mà hàng thân nù mập ú ụ luôn, 220.000 đồng một cân, tươi mới. Về cặp bếm một lô kiều tím miền Trung và hàng hôm nay thì bao đẹp. Giá hôm nay thì em sẽ bán với cái mức giá nó coi như là gần với giá nhập luôn. Chỉ để là gọi là lấy thêm một chút tiền cước thôi ạ. Tại vì dân hôm vừa rồi người ta bỏ ôm cho họ cái lô kiều tím này. Bình thường giá là sẽ là 330-350.000 đúng không ạ? Lô kiều tím miền Trung các bác có thể lấy thân ngắn, thân lùn, thân dài cũng được, thoải mái. Và hàng hôm nay em bán với giá là 280.000 đồng một cân. Hàng bao xanh bao tươi cho các bác. Đây, hàng thân lùn lên đây, rất là tươi đúng không ạ? Hàng thân trung và thân dài bên đây. Đó, 280 một cân thôi. Giá này không bao giờ mua được. Còn cái kiều tím bên đây là kiều tím miền Trung, nhưng mà hàng này là cái hàng thanh lý, nó không có lá, nó đang lên mầm gốc này. Hàng này em bán 180 một cân, bán lỗ luôn. Một loại là 180, loại đẹp là 280.000. Hoàng thảo trúc Phật Bà, đó, một cái dòng ra hoa vào thời điểm dịp Tết này. Cái này các bác có thể lấy theo lạng thôi nhá, có thể lấy tầm 2 lạng là đủ một giò đẹp rồi. Trúc Phật Bà mỗi thân nó sẽ có chỉ có một thân tơ thôi, còn đâu đa phần là các bác trồng để làm giống ạ. Trúc Phật Bà em bán là 50.000 đồng một lạng, 500.000 đồng một cân. Hoàng lạp hàng rất là xanh tươi và đẹp. Hàng hoàng lạp này thì em bán với giá là 130.000 đồng một cân. Đấy, hàng tươi mới nhá, 130 một cân ạ. Em có một chút cái thập hoa thân nù này, 150.000 đồng một cân, 150 một cân. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác trong video clip tiếp theo.